chào tất cả mọi người, mình là Irene từ Coin68 TV. Và như thường lệ vào mỗi chủ nhật hàng tuần thì anh em hãy cùng Irene điểm lại những tin tức crypto và blockchain đáng chú ý trong tuần vừa qua nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe Coin68 TV, cũng như là ấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để không bỏ qua những thông báo mới nhất của tụi mình nhé. Ok, hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên là Bitcoin giảm về 40k7 khi mà áp lực quy đổi từ GBTC của Grayscale được duy trì. Vào đêm khuya ngày 18 tháng 1 và rạng sáng ngày 19 tháng 1 thì thị trường đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mới từ phía Bitcoin, đưa Bitcoin từ 42k8 về 40k7 USD, thấp nhất kể từ tận ngày 18 tháng 12. Nguyên nhân cho cú giảm này thì không rõ ràng khi mà trên mạng xã hội đang có rất nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên thì lập luận chiếm đông đảo nhất vẫn là lập luận về việc quỹ Grayscale đang bán BTC để đáp ứng nhu cầu quy đổi tài sản khi mà nhà đầu tư đang mong muốn chuyển đổi tài sản. Vào tối ngày 18 tháng 1 thì Grayscale đã chuyển thêm 9.840 Bitcoin lên Coinbase, nâng tổng số Bitcoin đưa lên sàn kể từ lúc ETF Bitcoin Spot được mở giao dịch lên 41.478 Bitcoin, trị giá lên tới 1,78 tỷ đô. Đây đã là ngày giao dịch thứ tư liên tiếp mà Grayscale có động thái chuyển Bitcoin sau các hôm 12 tháng 1 và 16 tháng 1 cũng như là 17 tháng 1 vừa rồi. Grayscale thì hiện tại vẫn còn nắm giữ tới 618.000 Bitcoin với trị giá lên tới là 25,5 tỷ đô la Mỹ. Như đã được Coin68 đưa tin trước đây thì nhà đầu tư đang nắm giữ GBTC của Grayscale thì đang tìm cách thoái vốn khỏi quỹ này, một phần là để chốt lời sau thời gian dài nắm giữ kể từ năm 2021-2022, một phần là để tránh mức phí quản lý lên tới 1,5% một năm của Grayscale bằng cách là chuyển sang những quỹ ETF khác. Kết thúc ngày giao dịch 18 tháng 1 theo giờ Mỹ thì 11 ETF Bitcoin Spot được SEC phê duyệt vào tuần trước đã đạt khối lượng giao dịch là 2,1 tỷ đô, nâng tổng volume trong 5 ngày vừa qua lên mức 14 tỷ đô la Mỹ. Dữ liệu về dòng tiền ra vào thì cho thấy là GBTC đang ghi nhận dòng tiền ra lên tới 582 triệu đô trong ngày 18 tháng 1. Tin tức lớn thứ hai trong tuần là Manta Network chính thức TGE, airdrop token và niêm yết lên các sàn lớn. Vào ngày 18 tháng 1 năm 2024 thì Manta Network đã ghi tên mình vào danh sách các dự án airdrop trong năm 2024. Vào khoảng lúc 4 giờ 30 phút chiều ngày 18 tháng 1 theo giờ Việt Nam thì token của Manta đã TGE, đồng thời thì đường link claim airdrop cũng chính thức được mở ra cho người dùng. Theo thông báo từ phía dự án thì 50 triệu token Manta sẽ được trao cho những người dùng đã bridge tài sản sang Manta Pacific. Cụ thể phân bổ như sau: 30 triệu token Manta sẽ được phân bổ cho người dùng nắm giữ NFT có độ hiếm khác nhau. 6 độ hiếm theo thứ tự tăng dần sẽ bao gồm như sau, Irene sẽ để trên màn hình cho anh em. 15 triệu token Manta thì sẽ là phần thưởng đặc biệt dành cho những người đang nắm giữ NFT là The First Modular L2 NFT. Mỗi người dùng sở hữu NFT này thì sẽ nhận được lượng token Manta đồng đều như nhau. Và cuối cùng là 5 triệu token Manta còn lại từ phần thưởng đặc biệt thì sẽ được dùng để phân bổ cho các dự án ở trong hệ sinh thái Manta Pacific và đối tác Wallet hỗ trợ chương trình như là OKX Wallet, Bitget Wallet, vân vân. Sự kiện TGE và airdrop thì diễn ra trong bối cảnh là Manta vừa trở thành dự án Binance Lampu thứ 44. Đúng 30 phút sau TGE, tức là 5 giờ chiều theo giờ Việt Nam thì token Manta đã đồng loạt niêm yết trên nhiều sàn giao dịch lớn như là Binance, Bybit, KuCoin, MEX, vân vân. Hiện tại trong thời điểm Irene quay video này thì token Manta đang được giao dịch quanh mốc là 2.2 đô la Mỹ. Tin tức tiếp theo là Liên Hợp Quốc nhận định USDT là cầu nối của lừa đảo và rửa tiền. Theo một báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc UN về ma túy và tội phạm thì đồng stablecoin lớn nhất thế giới là USDT đã trở thành một phương thức thanh toán ưa thích nổi bật cho các hoạt động rửa tiền và lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á. Không chỉ vậy thì tổ chức liên chính phủ này còn nhận định USDT là trung tâm cho sự bùng nổ của tội phạm có tổ chức khi mà nó tạo ra một cánh cổng thuận lợi cho các băng đảng ở Đông Nam Á sử dụng để rửa tiền một cách bất hợp pháp. Trong bài viết này thì Liên Hợp Quốc cho rằng stablecoin hàng đầu thị trường tiền mã hóa đã được sử dụng một cách rộng rãi trong thế giới lừa đảo ngầm. Các nạn nhân bị lừa tình cảm nhiều tháng trước khi mất hết tài sản cho các kế hoạch đầu tư không có thật hoặc là trang web cờ bạc, tiền ảo bất hợp pháp. Điều này thì có thể không gây ngạc nhiên khi vào tháng 11 năm 2023 thì Tether đã cho biết đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đóng băng khoảng 225 triệu đô USDT trong nhiều địa chỉ ví có liên hệ với một đường dây buôn bán người xuyên biên giới, chịu trách nhiệm về một đường dây lừa đảo
pig butchering, nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á. Báo cáo trên thì cũng đã đề cập cách mà các cơ quan thực thi pháp luật đã phá vỡ nhiều mạng lưới rửa tiền có liên quan đến quá trình chuyển tiền Tether bất hợp pháp trong những năm gần đây. Tiêu biểu vào tháng 8 năm 2023 thì chính quyền Singapore đã tiến hành một chiến dịch triệt phá một mạng lưới rửa tiền tương tự, thu hồi được khoảng 735 triệu đô tiền mặt và tiền mã hóa. Đáp lại Liên Hợp Quốc thì Tether bày tỏ sự thất vọng khi mà báo cáo của họ chỉ làm nổi bật sự tham gia của USDT vào những hoạt động bất hợp pháp mà bỏ qua vai trò của đồng stablecoin này trong việc giúp đỡ các nền kinh tế đang phát triển. Chỉ vì phục vụ các hoạt động như vậy thì không mang lại lợi ích cho các cơ quan quản lý tài chính. Tether thì khẳng định tuân thủ pháp luật và sẵn sàng hợp tác với Sở Mật vụ Mỹ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI trong việc giám sát USDT, minh chứng rõ qua việc là đã hỗ trợ Bộ Tư pháp, FBI và Sở Mật vụ Mỹ trong việc phong tỏa hơn 326 ví crypto chứa 435 triệu đô trong vài tháng qua, thể hiện cam kết là sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hành pháp. Tether nói rõ là đồng stablecoin của mình sử dụng công nghệ blockchain công khai và có thể theo dõi chi tiết mọi giao dịch, do đó là việc trở thành một lựa chọn cho các hoạt động bất hợp pháp là không có cơ sở thuyết phục. Đại diện của Tether thì trả lời như sau: chúng tôi đã gửi lời mời đến Liên Hợp Quốc tham gia đối thoại hợp tác, nối tiếp sự hợp tác thành công trước đó của Tether với hàng chục cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, bao gồm là DOJ và USSS. Ở cuối thông báo thì Tether khẳng định vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ các giới chức Hoa Kỳ để đấu tranh chống lại các hành vi tội phạm tài chính và tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hóa, đồng thời là áp đặt các biện pháp xác minh danh tính KYC và chống rửa tiền AML. Bất chấp những lời cáo buộc từ phía Liên Hợp Quốc thì Tether vẫn có những động thái tích cực bằng việc là mua thêm 8.888 Bitcoin, nâng tổng số giá trị Bitcoin đang nắm giữ lên mức là 2,8 tỷ đô. Theo tờ blog thì công ty phát hành stablecoin lớn nhất thế giới là Tether vào cuối năm 2023 đã mua thêm tới 8.888 Bitcoin, giá trị là 380 triệu đô ở thời điểm mua. Với giao dịch này thì quỹ Bitcoin của Tether đã nâng lên mức là 66.465 Bitcoin, giá trị tổng là 2,8 tỷ đô. Dù công ty này đến nay vẫn chưa công khai địa chỉ ví của mình, thế nhưng theo đơn vị nghiên cứu 21.co Research thì Tether đang là chủ thể sở hữu nhiều Bitcoin lớn thứ 11 thế giới. Tether thì lần đầu mua Bitcoin vào tháng 9 năm 2022, rồi công bố kế hoạch phân bổ lợi nhuận của công ty này vào đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới vào tháng 5 năm 2023. Tính đến đầu tháng 12 vừa rồi thì khoản đầu tư Bitcoin của Tether đã sinh lãi tới 1,1 tỷ đô la Mỹ. Địa chỉ ví Bitcoin được cho là của Tether thì có thông tin như sau. USDT thì đã kết thúc một năm 2023 vô cùng thành công khi mà tăng tới 21% thị phần và hiện thì đang chiếm tới 2/3 tổng cung tiền mã hóa của tất cả các đồng stablecoin trên thị trường. Ngoài Tether thì nhiều ông lớn khác như là MicroStrategy cũng đang tích cực bổ sung thêm Bitcoin vào kho vốn tiền mã hóa lớn khổng lồ của mình ngay trước khi mà các ETF Bitcoin Spot được SEC phê duyệt vào giữa tháng 1. Và tin tức đáng chú ý trong tuần là những nhận định của CEO JP Morgan trong lần cuối phát biểu về Bitcoin. Giám đốc điều hành của JP Morgan tiếp tục lên tiếng chỉ trích Bitcoin và khuyên công chúng nên tránh xa đồng tiền này. Trả lời phỏng vấn với đài CNBC bên lề diễn đàn kinh tế thế giới mới đây thì nhà điều hành Napoleon của phố Wall đã lặp lại quan điểm chỉ có tội phạm gian lận, trốn thuế thì mới dùng Bitcoin. Tuy nhiên thì đây chỉ là ý kiến cá nhân, vị CEO thì vẫn tôn trọng quyền tự do đầu tư của mọi người. Ông khuyến khích là công chúng đừng tham gia hay là đụng đến Bitcoin với lý do có phần khó xảy ra là Satoshi sẽ trở lại và tạo ra thêm Bitcoin vượt giới hạn là 21 triệu đồng. Blockchain thì có thật và là công nghệ thế giới đang sử dụng và đã nói quá nhiều trong suốt 12 năm qua, do đó thì đừng nên lãng phí quá nhiều lời cho nó. Demon thì chia crypto thành hai loại, một là các đồng đang có công năng thật sự được ứng dụng trong giao dịch hay là token hóa tài sản, và hai thì là những thứ được xem là pet rock, tức là thú nuôi bằng đá được đánh giá là pha tiếp thị kỳ dị nhưng mà thành công nhất từ trước tới nay. Khi mà được hỏi về những gã quản lý tài sản khổng lồ như là Fidelity hay là BlackRock đang gia nhập cuộc đua ETF Bitcoin Spot vừa qua thì Demon đã trả lời là không quan tâm và thẳng thắn sẽ khẳng định đây là lần cuối cùng mà ông nói Bitcoin. Tại phiên điều trần thường niên của Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Mỹ vào cuối năm ngoái thì Jamie Dimon đã thúc giục thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đóng cửa crypto. Trước Quốc hội thì ông đã dõng dạc tuyên bố sẽ dẹp bỏ tiền mã hóa nếu mình là chính phủ. Mặt khác thì JP Morgan lại đang tổ chức giao dịch và đóng vai trò quan trọng trong quỹ hoán đổi danh mục iShares Bitcoin ETF iBit của BlackRock với tư cách là một trong những bên được ủy quyền của quỹ. Như Coin68 đã đưa tin thì lĩnh vực tiền mã hóa vừa chứng kiến một bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử vào ngày 10 tháng
1 thì Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC đã chính thức phê duyệt tới 11 quỹ ETF Bitcoin Spot, đã có 9,6 tỷ đô la Mỹ đã đổ vào các quỹ ETF này trong 3 phiên đầu tiên mở giao dịch. Xong thì không phải ai cũng đón nhận xu thế này, giống như các tổ chức quản lý tài sản tài chính truyền thống lớn như là Grayscale, Fidelity, BlackRock và giám đốc điều hành JP Morgan Jamie Dimon chính là đơn cử. Vậy là vừa rồi thì anh em đã cùng Irene điểm qua những tin tức crypto và blockchain quan trọng trong tuần vừa rồi. Em nghĩ sao về những thông tin trên và anh em còn quan tâm những thông tin nào khác hay không? Có những thông tin nào mà anh em quan tâm và nghĩ là nó sẽ thúc đẩy thị trường trong thời gian tới? Hãy comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!